Đây là một nhân tố mới của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Aselin. Mình nghe đọc vậy đó chứ mình cũng chưa biết là viết như thế nào cả. Nghe nói là ở Nhật về, chẳng biết có đúng hay không. Một chút nữa mình sẽ kiểm tra thông tin về Aselin, cầu thủ Việt Kiều. Đây là cầu thủ Việt Kiều Asili, Việt Kiều Pháp nhưng mà sống ở Mỹ. Vâng, thật là may mắn là bây giờ thì trời cũng đã ngớt mưa rồi và mình đã có thể là đi ra để tác nghiệp buổi tập của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là buổi tập đầu tiên kể từ sau khi kết thúc vòng 11 V-League và ngày hôm nay thì huấn luyện viên Vũ Tiến Thành sẽ chào đón một số tân binh mới. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem đó là ai nha. Let's go. Ở đằng xa kia là Brandon Lucas, cầu thủ vừa ký hợp đồng với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Hello anh yêu. Vất vả quá anh ơi. Dạ. Mưa to gió lớn thì cũng ảnh hưởng rất là nhiều đến chất lượng của đoạn clip nên là mong quý khán giả sẽ thông cảm cho vlog ngoài đường pit ạ. Ánh sáng đang khá là tối. Ở thời điểm hiện tại thì câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong top những đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất ở V-League năm 2023. Điều này khá là trái ngược với cái thành tích chung của đội khi đang ở trong top 3 đội đứng cuối bảng xếp hạng. Đây có lẽ là một phần nguyên nhân đến từ hàng phòng ngự của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Họ thi đấu thiếu chắc chắn và thường xuyên để thua những trận thua với tỷ số rất là đậm, trong đó có hai trận đấu liên tiếp để thủng lưới 10 bàn. Và chính vì vậy mà sắp tới đây thì câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh họ sẽ đặt niềm tin vào Brandon Lucas. Đây. Brandon Lucas, nhân tố vừa gia nhập câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn chuyển nhượng vừa qua. Và đây là cầu thủ mang áo số 10 Huỳnh Tấn Tài. Huỳnh Tấn Tài vừa gia nhập từ câu lạc bộ Công an Hà Nội. Như vậy đây là cầu thủ mà câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh họ đã mượn thành công từ phía Công an Hà Nội để chuẩn bị cho giai đoạn lượt về của V-League năm 2023 với mục tiêu hàng đầu đó là trụ hạng ở sân chơi V-League. Ở đây là một nhân tố mới của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Aselin. Mình nghe đọc vậy đó chứ mình cũng chưa biết là viết như thế nào cả. Nghe nói là ở Nhật về, chẳng biết có đúng hay không. Một chút nữa mình sẽ kiểm tra thông tin về Aselin, cầu thủ Việt Kiều. Thể hình rất cao lớn. Aselin này có thể bạn ấy phải cao tới 1m82.
Trợ lý Lương Trung Tuấn đang chỉ đạo cho Aslin. Mình hy vọng là mình nói đúng. Bất chấp là trời đang mưa rất là lớn thì không khí tập luyện của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cũng cực kỳ là khẩn trương. Xin được chia sẻ cùng với quý khán giả là ở vòng 12 V-League diễn ra vào ngày 25 tháng 6 tới đây thì câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có chuyến làm khách trên sân Pleiku của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Một trận đấu mà dự báo sẽ khó khăn dành cho cả hai đội bởi cả hai đội đều quyết tâm. Với Hoàng Anh Gia Lai họ đặt ra mục tiêu là 3 điểm để đua vào nhóm 8 đội. Trong khi đó thì câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh rất cần 3 điểm để thoát khỏi hai vị trí cuối bảng xếp hạng. Lúc này thì khoảng cách điểm của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh với BKM Bình Dương và SHB Đà Nẵng là sát sàng sạt nhau. Aslin, cầu thủ Việt Kiều, nghe nói là từ Nhật về, chưa biết là thực hư như thế nào. Brandon Lucas. Brandon là đầu tiên đánh đầu dưới lưới. Tốt rồi, tiến nè, canh điểm đá tốt rồi. Hai cắt. Trở rồi. Đây là cầu thủ Việt Kiều Asili. Việt Kiều Pháp nhưng mà sống ở Mỹ. Đây là cầu thủ đang thử việc ở câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Ashley. Askeli. Như vậy là buổi tập của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay cũng đã khép lại tại đây. Và những cái thông tin rất là đáng chú ý, chẳng hạn như là Brandon Lucas ký hợp đồng với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh nè. Rồi Huỳnh Tấn Tài cũng được câu lạc bộ Công an Hà Nội cho mượn về câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh để thi đấu ở giai đoạn tiếp theo của V-League. Ngoài ra thì ngày hôm nay câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh họ cũng đón một cầu thủ Việt Kiều 18 tuổi, người Pháp từng sinh sống ở Mỹ và hiện tại là cũng đang ký hợp đồng thi đấu cho một câu lạc bộ ở Thụy Sĩ. Đó là Askeli và cầu thủ này thì đã có buổi tập đầu tiên cùng với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và ngày mai thì huấn luyện viên Vũ Tiến Thành sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho bạn ấy được ra sân để thi đấu một trận đấu giao hữu nhằm kiểm tra năng lực chuyên môn. Tuy nhiên là theo như huấn luyện viên Vũ Tiến Thành thì để Askeli có thể thi đấu được ở V-League thì bạn ấy sẽ phải cần 2 năm nữa.
Ngoại hình có thể nói là điểm ấn tượng nhất của cầu thủ này. Và theo như quan sát của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành thì Ascoli quen đá ở vị trí hậu vệ biên trái rồi. Và vì vậy mà đây sẽ là một nhân tố mà trong tương lai, nếu như câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh họ trụ hạng thành công ở sân chơi V-League thì huấn luyện viên Vũ Tiến Thành cũng sẽ xem xét đến trường hợp của Ascoli. Như vậy là buổi tập của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay cũng đã khép lại tại đây. Rất cảm ơn cả nhà đã dành thời gian để theo dõi chương trình của Vlog Ngoài Đường Pitch, mà nếu yêu thích thì cả nhà có thể cho mình xin một like, share và subscribe cho kênh của mình. Let's go.